Dạ, cảm ơn sai cần thay đến chào quý cô chú anh chị các bạn và cô chú các bạn luôn hai chú bí mà già cây đế vip chỉ cần lồng lực luôn gọn gọn có to to hay có luôn coi vàng tứ quý rồi vô clip mất gian với cô chú mình chờ đợi nha. Cô chú anh chị nghĩ cái nào hay tiếp cho dựng nhất kênh thế rồi anh chào anh Linh chào cô chú anh chị hôm nay em về 12 phôi cô chú anh chị 4 phôi tứ quý mà 8 con phôi vàng cùng Zalo của chú anh chị. Số điện thoại em là 0346741627. Em cũng xài chú Zalo. Em tên Tâm, em mở Đại Ngãi Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Rồi em không mất thời gian của chú anh chị, em vô thông số của chú anh chị ơi. Em vô 4 cây tứ quý trước. Em cây tứ quý hay lớn. Dạ. Tứ quý này cành nó lực lực của chú anh chị. Cành đều bóp bóp. Để lâu lâu được cây chú anh chị ơi. Chú quý này giờ nó cũng cạn kẹt á. Để kẹo cho luôn. Dạ, vườn nó cũng ngạt ngạt giấy đó mà cái này em mua dạng cũng có kiểu như nông thôn vậy á. Ta bán giá nó cũng hơi mềm. Em vô lưu lại giá cũng cho cô chú anh chị chơi. Có trời này để nó kẹo chứ. Cái này em mất mưa cô chú anh chị rồi nó nửa bầu đất à ở dưới em chim mới sơ dừa chứ. Cũng như cái bầu lớn quá em làm không nổi. Như phần mất mưa á. Chim mới thì dựa với chú chị ơi. Để quá trời rồi đấy, kẹo. Chỉ cần như lực lực không à, hai mấy á. Mà điều. Đóng tứ diện cho. Quá trời cái đế lực luôn. Thôi thú quý này hơi bị lùng lực. Dạ, này thú quý về nó cũng càng rồi chú chị. Thú quý về thì cái này vô là cái quay siêu tầm mà chú chị ơi. Rồi, cũng vô thông số luôn. Vị trí là 39 nha quý anh chị, 40 nha, tính 39. Quanh 39. Ừ. Cây nó nặng cây không chú anh chị, nó nặng á. Ở đây nó được 38. Thoát thân thì được 15. Tổng chiều cao nó 58. Đường kính bầu em đo là 68. Bên đây. Đây 560. Đây đường kính bầu nó hơi bự chú anh chị. Đế cái này là đế con nó sổ tới mặt bầu chú anh chị, nó sổ tới đáy luôn á, mấy cái đế nè. Bởi vì nó bầu hơi lớn á, thấy nó rễ cũng như ta thần mô ta trồng thời gian hả. 3 năm thì đế nhỏ 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 này nó xuống dưới mặt đáy chứ. Kẹo. Rồi lấy cục bầu nhỏ là không được. Em cho cũng như để bầu lớn luôn. Rồi cây số 1 xin phép vô lưu 8 triệu 2 của chú anh chị. Dạ cây số 1 8 triệu 2 coi tôi quý. Dạ. Cây để cây quá lâu lâu có cây của chú anh chị ơi. Chỉ cành thì nó cũng tầm hai mấy á. Nó đóng chắc chắc luôn, cây này đúng lùng lực chú anh chị. Rồi em xin phép đổ phôi của chú anh chị ơi. Dạ phép đổ phôi. Tiếp tục qua cây số 2. Phôi tôi quý luôn. Để nó cũng khá cũng đều. Điều của bạn. Cây số 2 là cũng phôi tứ quý luôn chú anh chị. Tứ quý luôn. Chung. Cây này phong tàn tàn vụ lỡ lỡ chú anh chị. Phong tàn nóng tới diện à. Chỉ cành nó cũng lực lực không. Tầm mấy chục năm mới được có lớn chú anh chị. Tứ quý cây này nó lâu lớn lắm, già dạ lắm. Nặng phần ta cũng chặt hết thời gian nữa lên nhưng cái nhỏ mới lớn. Rồi. Nhỏ lên lớn cũng hơi mấy năm rồi đó. Được gì này có cái công như kiểu như nhánh là rồi em thấy vậy xử lý luôn chú anh chị. Cái lên nhánh là 7 đây nè. Đúng rồi, cái giống như cái còn lên đó. Dạ, rồi em xử lý lại luôn. Em cho nó gồm nó bằng cái cốt đó. Rồi, vô thông số. Rồi, 38 của chú anh chị, 38 rồi. Dạ, quanh 38. Thốc thân thì được 38. Tổng chiều cao 113. Đường kính bầu nó 44. Đế nó cũng đều bốn mặt đó chú anh chị. Rồi, cái số 2. Okay. Em cũng xin phép vô luôn 3,5 triệu chú anh chị. Quanh 38. Chia cành thì đóng tứ diện. Cành lực lực không à. Thốc thân hơi cao một tí.
khó khăn nãy của đó là số 2. Khó khăn 30, 40. Dạ số 2, 3,5 chú anh chị. Chú cành tầm 10 mấy á. Rồi, em xin phép đấu phôi luôn. Tiếp tục qua cái số 3. Qua đi đi. Đấy cũng đều với thằng. Giật này lắc. Đấy nó không trống. Đấy ok. Này, chú ý là của chú anh chị ơi. Của chú ý. Ba ông thằng chú anh chị. Nó cũng trầm cái form này vừa ghép à, vừa chơi à. Nó có cái cũ trình hình nha. Đế điều. Cây này nó cũng cái đế nó tròn 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 đó nằm trong bánh xe á. Nó cũ đế nó được vậy. Rồi, vô thông số. Mình 34 của chú anh chị. Dạ, mình 34. 34. Thoát thân được 24, tổng chiều cao 43, đường kính bầu nó 43, nó có cái củ tròn tròn đây em đoan mạo cho quý anh chị tham khảo. Củ này được 103, mã số 3, đế cũng được chú anh chị. Em xin phép video 2,7 triệu. 2,7 triệu. Cái này cũng mua tầm 2 triệu của chú anh chị ơi. Là vài trăm ngàn chú anh chị. Chú quý về nó mua khó quá. Mình cái đấy ok đẹp. Thấy cô đấy em đi không nổi. Thì em còn điều. Chắc tới của chú anh chị chắc được vài trăm ngàn chú anh chị. Rồi em xin phép em đổ phôi luôn. Dạ rồi, em đổ phôi. Tục qua cái số 4. Còn chú quý, hoành hàng lớn. Đây này hơi nặng, hơi bự. Để điều. Đây, cái quý của chú chị còn xay em nó hơi lắc lắc nha. Cái cây này thẳng đứng nặng quá mà. Nó nặng quá nó muốn sụp bằng xay luôn rồi. Cái cây này mà chú nhà nó không chặt thì nó tới công chuyện luôn chú chị. Quá trời chị cành luôn ha. Ừ, chặt hết mớ rồi đó. Chặt hay sau này cái chú vườn nó biết á. Người ta để lại mớ. Nạt giá một chút nữa. Gốc thẳng cái này là cây này bằng. Mà chủ nhà nó không chặt thì chỉ cạnh nó đều bâng luôn. Dốt. Rồi mưa luôn. Đó, đây đây nó đóng tứ diện chú chị, nó không thiếu lỗ nào mưa cho cứng bậu cho nè. Nó đều 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 chân mà hai cọng rễ này treo. Nó treo em xử lý cho nó tròn lại. Cây này chặt nở chứ a. Bự. Đúng hay nở. Em đôi ngay chân cổ rễ nha chú anh chị. 44 của chú anh chị. 43 của chú anh chị. Cũng 44 luôn. Mình 43 của chú anh chị. Đó. Đường kính bầu nó 52. Thoát thân 15. Tổng chiều cao nó 109. Cháu ngọn chắc cỡ 15 mà của chú anh chị. Nhỏ xíu à. Nó có cái củ bự á, nó cũng có cái củ dưới này nè, nó được năm nở thì được 53. Đấy điều, chia điều. Cây này cái phong tạng đóng tứ diện luôn á, ba bên luôn phía trần cây này mà ghép cái tàn thông một cái, cây này có tương lai của chú anh chị. Rồi cây số 4 em xin phép video 7,5 triệu của chú anh chị. Dạ, 7,5 triệu. Chú quý vợ cạn của chú anh chị. Cây số 4. Dạ, 7,5 triệu. Rồi em xin phép mở phôi luôn. Rồi em hết tới quý rồi chú anh chị. Rồi mày vàng, cái số 5. Để dạ. Số cao. Đẹp không? Còn phải bóp bóp nè. Rồi, cái này mày vàng của chú anh chị. Vàng trồng mô, sổ nôm. Cái này... Nôm ok, cái điều dạ. Kẹo. Cái vườn kiếm giờ cũng khó à. Nó cũng hên hên rồi, nó được sổ vậy. Chỉ cành nó cũng được, được. Cũng đầy đủ rồi. Khi mình chơi sao mình cắt lùng lực đây cũng được. Cho nó lùng luôn cũng được. Lực phe củ đế mình được. Chơi được rồi. Củ đế luôn. Sổ, tròn.
đồng bự thoát thân là miễn à. Rồi em vô thoát thân trước, thoát thân được 10 à, cái tổng chiều cao 53, đường kính bầu nó 43. Em vô mình thân trước, vô vô thân à. Mình thân đo vị trí là được 34 à, 34 đo đầu sổ nữa, đầu sổ nó đứng này được 34, đầu này nhiều ha, gom gom cái cũ vô cái cũ cái tổng luôn là 118. Dài lắm luôn chú anh chị, lên sù cốc sù diệp lum á, đúng rồi, già cây, già cây lắm đó. Rồi em xin phép vô 2.7 của chú anh chị ơi, mai vàng số 5 và 2.7 bom để đẹp, chỉ cần có đủ điều đó này mình ghép cái bò bò không là ngắt luôn, cắt lùng lực đi một cái nữa vô chậu cổ cây này lên phe của đế không rồi mình chơi của chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây luôn, cây số 5 2.7 tiếp theo qua cái số 6 đấy, cũng bành bành to nó điệu cái này à, gốc mẹ một phương. Con mà không biết hai gốc một gốc cái gì nó liền chân chứ chị ơi, liền ngắt chân ha, cái này chắc một cây á. Ừ, em một cũng cây. Không bao được mi nó liền chân biết, nhưng mà này chắc nguyên cây. Ừ, nó liền nó ra cái bên đây ra. Bên đây nó xù chạy nó cũng liền hết, tại cái thân nó giống giống nhau, màu giống nhau, cái đít thì chè bè luôn, xù nằm đất quê quá trời, nó lên do me tùm lum đó, cụ đế cái thúng. Rồi em vô cái hoành hai cây tổng 31 của chú anh chị, à, nơi vậy 31 à, 31 rồi nạt nạt lên dưới cũng nạt nó là 46. À, mình cái cổ bự luôn là 115 để nằm một mình bệnh thoát thân rồi, chỗ này được 11 chiều cao thì được 24 đường kính bầu nó 44 sổ nôm đâu đầu sổ nè, sổ đứng của nó là được 30. Rồi cái mã số 6 xin phép vô 2.2 của chú anh chị, 2.2 em cũng bao ship nữa của chú anh chị. Dạ 2.2 cái đấy như cái thúng luôn chú anh chị, còn do to bự bự cổng muốn được lực không. Rồi em xin phép mình đổi cây luôn. Rồi tiếp theo để cũng quay quái mình nôm cây số 7 mua về. Này mày vàng chú anh chị ơi, cái áo này, áo này mà vàng luôn, đế quái quái đó, nó trồng chậu á, rồi xuống đất lại mà đế nó trồng kiểu như uống xà nèo trong á, cái này nó cũng có điều này nè, cũng đầy đủ điều à. Mình lên quái quái cái cành này ok, cái cành ghép cái bo là cứng nhắc này. Rồi chúng ta giữ chi cái này đi, được 34 của chú chạy 34 dạ, hoành 34 đường kính bầu nó 39, thoát thân thì được 10, cao thì được 24, sổ đứng là được 25. Rồi số 7 chiều gửi cho chị ơi, em bao xếp cho chị, đang chiều gửi dạ, một chiều gửi cây số 7 hoành ba mấy cũng lớn cho chị, trồng dạ. Mấy 20 năm mới được lớn, cái này chủ nhà người ta cắt cho chị ơi, cái cắt vậy em xử lý lại sơ, chứ này nó hơi mẻ mẻ này một chút, còn hơi đen đen cái này một chút, nhưng mà là em bao không hư hao gì hết, xử lý là keo ok rồi. Ừ. Rồi em xin phép đổi cây luôn. Rồi tôi tổng lên cái số 8 anh ơi, cây này cho đi luôn cho đầu đi, để cũng giữ dằn luôn. 8 số 8 mà vàng luôn của chú anh chị, mưa tới à, ngồi quay cho đỡ rồi, quay quay được cái này lúng lùng lực luôn chú anh chị, đàn vô tàn đa ok luôn, cái này nó hơi bị già dữ, để cạnh lên cho nó bành bành đó, nó bị gãy ngọn nhỉ, lên nó có thời gian cũng lâu á, ngoái 20 năm lên được lắm.
cây đặc biệt cái này nó già, có nước già thôi, già đế thì nó đều bút mặt hết. Cái này là cái rễ lên, rễ lên chú chị, đây nè, đâm lên đây rễ lên đó. Chỉ còn cái này phần chút nó chưa có lành nha chú chị, còn có chút ép hả, đừng cỡ ngón tay của em là nó lành nè đó. Tới đây là hết nè, thời gian sau lành luôn á, bao lạnh luôn, này nó chảy chảy từ từ lạnh luôn, còn một chút xíu à, được phân cành già dữ, đi mua được cái cắt lùng lực trước nữa, rồi ghép cây này, rồi nhìn cũng được cây đẹp, rồi cũng vô trong số luôn, cái tầng đa ok, mạnh lớn già lâu năm, đúng rồi, 44 của tôi kìa, còn 44 44 chú eo chú kia có một vị trí đo gì nên nở nở ở đây được gần 60 của chú chị, đường kính bầu 49, thốc thân được 13, chiều cao là được 48, cái này đậu già nó giữ rồi chú chị, rồi chú bé kilo số 8 5 triệu chú chị. Cây số 8, 5 triệu đó. Cây này cắt lùng lực lại nữa chú chị, cắt không cắt hào hào nha. Ngọc chê đa hay là tàn tròn rồi. Nó cái nón được, nón nào cũng được, đẹp sẵn luôn. Cắt mình chừa hai chủ, mình chừa chủ nào cũng được đó. Rồi, mình xin phép đổi cây luôn. Cây số 8, 5 triệu không? Rồi cây số 9 nặng. Cây này cũng như mua quái thú rồi chú chị, nó nặng cái gây hồn đế gông bực lực lực bành bành gông bực còn do cũng đế bành bành không à, cái giọng lắc nhẹ nhẹ không nhẹ bự cái này đậu già nó mười mấy 20 năm hết á. Nè em ở xuất căng chú chị ơi, mai mai vườn đó chú chị. Cây tuyệt lắm, lắc cái lai như thú thế thì thôi cậu luôn, không bành bành thôi. Cây này thì già lắm có chứ, nó bỏ đều hết, cộng nó bành bành thôi. Cái ức trước nó cũng có luôn, ức trước nó có hơn ức sau nữa. Nó bành gom được cũng xác ừ, cái này không được, không xài được, mình cắt bỏ luôn, ghép cái đuôi chơi cũng được. Cái đuôi nó quá sợ cho ghép mấy cây giả quắn. Rồi em vô thông số hơi nở nở em bao dưới này ha, để luôn đi đó chưa rồi 47 của chúng ta đó, nhà quanh 47 thì rồi cho nó xuống dưới một chút, nở nở xuống trên khu rễ 51 đó, nó cũng ngang con rễ của chúng ta, cũng ngang con rễ à. Đây, sổ đứng của nó là 31, đường kính bầu nó 53, thốc thân em đo chỗ này được 42, cái tổng chiều cao nó 83. Nãy chỗ này chủ nhà người ta cũng xử lý cái kiểu người ta chặt chặt nó lấy lại lại vậy, nó không hư ha, nó không hư nữa. Rồi cái số 9 em xin phép cho 4.7 chú chị, để 4.7 bành lớn rồi chú chị. Bốn mấy 50 rồi mấy. Bốn mấy 50 rồi, 4.7 à. Cho 4.7. Dạ, cái số 9 phép đổi cây luôn. Đợi cho tôi một cái số 10. Cây cục nặng. Xù xù. Lên nu nu. Rồi còn cháy lắc nè. Bốn mấy cây gạo nữa. Đó này, con cóc rồi nữa nè. Dạ. Ừ. Dạ, lên luôn luôn à. Đế cũng đầy đủ, cũng rơi cũng đường. Đế cũng đều. Đó. Nó cũng bự nhỏ xíu thôi nhưng mà nó đều rồi. Ngoài nó cũng có to. Để ghép mình chơi đế bàn chơi cũng được. Rồi, đi vô thông số. Đây là hơi bị già dữ. Còn 38 của tôi chơi. Nhà hoành 38. Ừ. 38. Đường kính bầu nó 42, nó chi bên đây được 17, đây được 22,
Rồi cái số 10 xin phép là 2 triệu của chú trai. Cái vàng của chú chị. Dạ, cái số 10 2 triệu. Dạ. Thật là cái này nó có thời gian sau nó bích luôn á. Cái gì á? Lên sụ 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 luôn luôn được. Dạ. Thời gian sau nó bích kịch luôn á. Rồi, xin phép nửa cây luôn. Cho coi cái số mà. Rồi cái cục này nữa. Cái này gọn gọn gì vừa. Dạ. Quần hay lớn, cây ghép cho tầng tầng đa gọn gọn cho được. Mình lớn lớn của tôi kia, cái này cây gọi đầu đinh của chú vậy. Để còn ghế cũng được được. Em thấy cái tạng nó cao quá, nó xếp nặng quá thôi. Em cắt cái đầu đinh luôn, để xếp chút. Còn hoành nó lớn lắm chú vậy, tạng trên nó cũng bự lắm á. Rồi cái này ủ luôn. Vô rồi cây vừa này vô mua 1 triệu cũng chú nhà ta. Chắc cũng tôi cây lớn một con triệu bạc à. Mà chửi luôn á. Mà em mua giá rẻ rẻ rồi em giao lưu với nó chị rẻ lại. Đúng rồi, cái này quá bự. Cái tàn nó bự lắm á. Cái 4 mấy chứ, bự lắm rồi. Ừ, ở 45 luôn á. Đúng rồi, to lắm. Cái phình nó có chúng ta cái phình lù à. Phình 45. Phình kính bầu nó 39. Chiều cao được 27. Rễ nó cũng đều đều à, cô chú chị, chứ nó không được giữ, nó cũng bỏ đều đều, có cọng bự nó cắm xuống dưới luôn à. Quạnh nó nóc à. Mai này mai vườn, chú chị. Rồi cái số 1 xin phép luôn chiều 2. Đó cái niệm luôn. Vừa chưa? Dạ, dạ chiều 2. Hơi bị mềm. 1 chiều 2, cái số 1. Rồi, em xin phép đổi cây luôn. 1. Dạ. Quên nó bỏ đi luôn. Cây số 12. Rồi cây số 12 này cái gì? Cũng mai vàng của chú anh chị. Mai này tới già luôn à. Nằm trong cái khạp cho bò á. Cái sổ dài. Cao. Đừng có khạp. Mà đế này nó cũng đều đều rồi. Nó không giữ không. Nó cũng bỏ đều bầu à. Chỉ sổ quá nhiều rồi. Nó đế nó hơi thưa. Xù. Lên da me hết trơn à. Cây này cũng kéo nhựa lên gai của chú chị. Cây này của chú chị đã mua được có trong vòng cỡ 50 ngày trồng được rồi. Dạ cây dữ xù xù. Da me tốt. Rồi, nó hoành 35 của chú chị. Hoành 35. 35. Rồi cái cũ đó cái hình dung ra dễ. Được 56. Thoát thân được 15. Chiều cao nó 39. Độ sổ nó hơi nhiều. Sổ đứng luôn rồi được 42 của chú anh chị. Sổ đứng 42 mà nữa mình chầm cái sổ xuống luôn. Nhìn cây cái sổ này đẹp. Quái cây chú anh chị. Quái cây cana đó. Rồi em cũng xin phép cây số 12 là 2 triệu 9 của chú anh chị. 2 triệu 9 cây số 12. Rồi cây số 12 là 2 triệu 9. Rồi cây số 2 là cây cũng cuối clip của em luôn. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị mới clip vừa qua cũng ủng hộ cho em hết clip á. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Rồi em cũng xin phép chào cô chú anh chị ạ. À. Rồi em chào anh Linh lên đây. Dạ rồi, chào anh Tâm luôn. Dạ chào cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi cô chú anh chị xem mấy cái nào hàng tiếp cho những kênh. Chân trọng kính chào cô chú anh chị nữa. Thank you.